Xin chào tất cả các quý khán giả đã trở lại với chương trình của The USKT News. Trở lại bài viết của tác giả Jack Phillips. Bốn điều cần biết về mức điều chỉnh sinh hoạt phí cao nhất thập niên của tiền an sinh xã hội Mỹ. Đây là nguồn tiền của rất là nhiều người lớn tuổi đang phải lệ thuộc vào nó. Các khoản thanh toán an sinh xã hội sẽ tăng trung bình $140 mỗi tháng sau khi Sở An sinh xã hội SSA đã công bố mức điều chỉnh sinh hoạt COLA lớn nhất kể từ năm 1980. COLA sẽ tăng 8.7% vào năm 2022, SSA xác nhận vào hôm 13 tháng 10. Đó là sự kiện trắng trợn, khi mà trên thực tế cái lạm phát hiện giờ nó vẫn cao hơn cái mức mà SSA đã tăng trưởng. Trong khi đó, chưa chắc cái phần thuế mà những người dân đóng thuế có thể đủ để bù trừ vào cái khoản, cái lỗ hổng của chính quyền. Mức tăng này là 8.7% nhằm nỗ lực để thu hẹp khoảng cách gây bởi cái lạm phát lên 9.1% hồi cái tháng 6, trước khi giảm nhẹ trong cái mùa hè. Từ năm 2010 và 2020, mức tăng COLA của tiền an sinh xã hội đạt trung bình là 1.7%, bắt đầu từ năm sau. Theo SSA, mặc dù thông báo được đưa ra ngày 13 tháng 10, nhưng các khoản thanh toán tăng thêm sẽ không được phân phối cho đến tháng 1. Việc tăng thanh toán này cũng là vĩnh viễn và được khép lại. Có nghĩa là tỷ lệ phần trăm của năm sau dù cho bao nhiêu sẽ tính trên số thanh toán mới, lớn hơn mà những người an sinh xã hội đã nhận vài lần tăng trước đây. Hơn 65 triệu người hưởng an sinh xã hội sẽ được tăng mức nhận tiền được. Theo ước tính của SSA, người nhận trung bình sẽ nhận được thêm $140 mỗi tháng bắt đầu từ tháng 1. Nhưng $140 trên thực tế liệu rằng có thật sự bù vào cái khoản lạm phát với một bó hành $2 hay không? Đó là những câu chuyện mà chúng ta thấy cái chính sách kinh tế dưới thời của đảng Dân Chủ là luôn luôn có sự tệ hại. Và chính sách kinh tế này nó bắt đầu thấm vào cái túi tiền của người dân. Đây không phải là sự gia tăng của phúc lợi, chấn mạnh một lần nữa để cái đám Dân Chủ vẫn tiếp tục tự hào về điều này. Một số nhà phân tích lưu ý rằng việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt chỉ được thiết kế để bắt kịp cái lạm phát trong từng năm qua. Cái báo cáo của chỉ số giá tiêu dùng của Bộ Lao động công bố ngày 13 tháng 10 cho thấy cái lạm phát của tháng 9 đã tăng 8.2%. Giữ ở gần mức cao 40 năm. Đây không phải là sự gia tăng của phúc lợi, mà là sự điều chỉnh để kịp theo cái lạm phát. Và tất nhiên cái giá cả đang tăng lên ở mức rất cao và ngay bây giờ. Lời tuyên bố của bà Nancy Alton. Trong khi đó, nhưng COLA là một tính năng vô cùng quan trọng, bởi vì không có COLA thì khoản tiền hưu sẽ mất dần theo thời gian. Có nghĩa là gì? Họ cũng đồng thuận với điều này luôn. Họ cũng đồng thuận rằng cái tiền lương hưu của mình bị ăn sâu bởi cái vấn đề lạm phát dưới thời của chính quyền Biden. Theo ông Ken Thomas, Chủ tịch Quốc hội của Hiệp hội Nhân viên Liên bang đã về hưu và còn làm việc của quốc gia Na Phi, thì tuyên bố mức tăng lớn vào 2023 không phải là bất ngờ, là bởi vì giá tiêu dùng và lạm phát gia tăng. Tuy nhiên, cái chi phí chăm sóc sức khỏe tăng có thể làm giảm cái giá trị ở mức điều chỉnh này. Ông nói thêm những người cao niên chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe nhiều hơn bất kỳ phân khúc dân số nào. COLA không xét đến quý vị sống hoặc chi tiêu thực tế của quý vị. Đối với một số người là sự phóng đại về sinh hoạt phí, chẳng hạn như những thị trấn nhỏ trung tây ở khu vực đô thị như New York, Washington là hoàn toàn khác nhau. Việc nhiều người cao tuổi chọn sống như khu vực ngoại ô hoặc nông thôn, một số người sẽ được hưởng lợi nhiều hơn so với những người khác có mức tăng quy mô. Trong khi đó, những lần trước đây thì trung bình cả năm 2000 COLA chỉ tăng 2.3%. Như vậy, cái mức tăng này hoàn toàn trên thực tế vẫn không phù hợp vào cái lạm phát hiện giờ với tới chính quyền của Biden. Và đó là những câu chuyện mà thì chúng ta thấy là gì? Cái đảng Dân Chủ lãnh đạo của nước Mỹ, kinh tế chỉ có chết cho đến chết mà thôi. Nó chỉ làm giàu cho một số thành phần tư bản lợi ích nhóm của xã hội. Và đó là câu chuyện của The USKT News. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.